Viện chuyên tu tổ chức lễ phóng sanh đầu năm, cầu quốc thái dân an. Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng công đức phóng sanh tiêu tai giải nạn đầu năm, thời gian ngày mùng 4 Tết năm Nhâm Dần 2022. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện tham dự buổi lễ phóng sanh đầu năm tại Viện Chiên Tu. Đồng thời kính thưa toàn thể quý Phật tử đang online trực tiếp trên toàn thế giới để tham dự buổi lễ phóng sanh sáng hôm nay. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày mùng 4 Tết tháng Giêng âm lịch năm Nhâm Dần. Tại Viện Chiên Tu sáng hôm nay tổ chức một cái lễ phóng sanh đầu năm để cầu nguyện cho quốc thế dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đồng thời cầu nguyện cho dịch bệnh COVID-19 sớm được tiêu trừ. Và cũng cầu nguyện cho toàn thể quý Phật tử hôm nay cũng có gửi giấy cầu an và cầu siêu. Kính thưa toàn thể quý vị, năm nay tại Viện Chiên Tu tổ chức cái lễ phóng sanh tương đối là khá lớn. Vì một số các thầy trong 3 ngày Tết này thì cũng có một số quý Phật tử phát tâm lì xì. Riêng Viện Chiên Tu thì quý thầy không có giữ tiền, vì cái quỹ của Tam Bảo đã lo cho quý thầy đầy đủ hết rồi. Cho nên hôm qua quý thầy khởi niệm lên để gom hết tất cả tiền được lì xì đầu năm để làm cái lễ phóng sanh. Thì khi nghe quý thầy khởi niệm như vậy thì Giác Nhàn cũng vô cùng hoan hỷ và lấy cái quỹ của Tam Bảo bỏ thêm vào. Cũng như là một số quý Phật tử biết đóng vào cái quỹ hôm nay cũng trên 50 triệu phóng sanh. Đây là lần đầu tiên tại Viện Chiên Tu đầu năm tổ chức cái lễ phóng sanh lớn. Lúc trước chúng tôi cũng mơ ước phóng sanh, tuy nhiên cái chỗ để mình thả đó thì nó không có được bảo đảm và không có tìm ra được cái địa điểm đó. Trong lòng rất là ưu tư. Trong thâm tâm cũng muốn tìm một cái sông nào nó lớn rồi mình mua một miếng đất gần cái sông đó đó để mình thả. Trong lòng cũng mơ ước như vậy, nhưng mà gần lại đây thì có tổ đình Linh Quang của sư bà Hải Triệu Âm, có quý sư cô, có cái chùa Linh Quang đó gần cái sông Định Ninh rất là lớn. Và vừa rồi nhiều lần Giác Nhàn cũng đi xuống thả đó thì thấy rất là an toàn. Và sư bà lập cái tổ đình đó đầu tiên đó, và sư cô ở dưới đó làm một cái bãi xe rất là rộng, mà con đường đi xuống nó hơi nhỏ. Sáng hôm nay chúng tôi cho mấy anh em huynh đệ xuống nữa phát dọn cái con đường để chút nữa chúng ta xuống đó thả cá dưới đó, thả lương. Mà chỗ đó thì rất là an toàn. Thì trong thâm tâm cũng mơ ước thì tâm tưởng sự thành, cũng có Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp gia hộ, cho nên có một cái địa điểm thả đó rất là an toàn và đi vào trong chùa. Nhất là cái chùa Linh Quang đó thì quý sư cô thiết kế xây dựng rất là đẹp trang nghiêm, cho nên sau khi làm lễ xong thì toàn bộ quý Phật tử chung với Giác Nhàn với quý thầy sẽ đi xuống dưới Đại Ninh tổ đình Linh Quang để chúng ta thả cá dưới đó. Thì trong cái việc mà phóng sanh đó thì Giác Nhàn nghiệm lại thấy có một số các vị lão sư á,
mà đề xướng phóng sanh thì các vị này có ba cái điều xuất hiện trong cuộc đời của các vị. Ba cái điều gì? Cái điều thứ nhất đó là thọ mạng của các vị đã kéo dài. Ngài Hải Hiền cũng đề xướng phóng sanh. Hòa Thượng Tịnh Không cũng đề xướng phóng sanh. Nhất là văn sao của Tổ sư Ấn Quang thì cật lực đề xướng phóng sanh, ăn chay kiên giết để vượt qua những cái ách nạn về hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh, tất cả những cái việc mà do thiên tai giáng xuống là đều từ cái nghiệp sát mà sanh ra. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói là vì cái nghiệp sát cho nên thành ra cái sát kiếp, tức là những cái bệnh dịch, rồi hạn hán, lũ lụt, động đất, sóng thần, vân vân. Tất cả những cái việc đó là điều từ sát nghiệp mà đem đến. Cho nên Ngài cật lực đề xướng khuyên người ăn chay kiên giết và phóng sanh để vãn hồi cái kiếp vận mà đang gặp những cái nguy biến này. Thì trong cuộc đời của Giác Nhàn đến năm nay là 51 tuổi thì thấy cái dịch bệnh đợt này thì nó khốc liệt nhất. Cho nên quý thầy chung quý Phật tử với Giác Nhàn hôm nay làm cái lễ phóng sanh. Tuy nhiên mình thấy bình thường đơn giản bao nhiêu chúng sanh này so với tất cả chúng sanh ở sông biển hồ ao rạch là không là bao, đúng không? Tuy nhiên cũng làm cho tất cả những người trên toàn thế giới hiện tại đang xem trực tiếp cũng như là sau khi cái đĩa này ra thì họ sẽ có cái, những cái điều suy nghĩ của Giác Nhàn nói. Vừa rồi đó, có nói đó là khi những người tùy hỷ phóng sanh, hôm nay quý Phật tử đến trễ không có đóng góp được, hoặc giả những Phật tử đang online trực tiếp, hoặc giả những người xem lại đĩa đó, người ta tùy hỷ công đức phóng sanh hơn 50 triệu hôm nay thì trong thâm tâm của họ và cái công đức tùy hỷ này đi vào trong tâm thức của họ. Và tức thì bắt đầu thọ mạng họ bắt đầu tăng lên. Thay vì thọ mạng của họ đến 60 tuổi thôi, hoặc 30 tuổi, hoặc 50 tuổi thôi, thì họ bắt đầu kéo dài thọ mạng lên. Hòa Thượng Tịnh Không thì thọ mạng của Ngài chỉ có 35 tuổi thôi. Vì cái đời của Ngài thì người cha đi sát sanh nhiều quá. Lên rừng thì giết thú ở trên rừng, mà xuống biển thì đánh cá dưới biển. Cho nên lúc cha Ngài mất thì điên loạn mà chết. Thường những người mà sát sanh nhiều đó thì lúc họ chết họ rất đau khổ. Có những người họ điên loạn họ chết. Vì vậy cho nên cái người mà họ đề xướng phóng sanh thì chắc chắn thọ mạng họ phải kéo dài. Đó là một số các vị lão sư mà đã có sự thành tựu mà chúng tôi vừa nói đó, nhất là Hòa Thượng Tịnh Không. Và cái điều xuất hiện thứ hai đối với những người phát bồ đề tâm phóng sanh là người này khá giàu, hay gọi là phú quý, bởi vì họ bỏ tiền ra họ chuộc mạng chúng sanh. Vì họ bỏ tiền ra họ chuộc mạng cho nên trong mạng họ có tài. Vì trong mạng họ có tài cho nên họ làm ăn cái kiểu gì họ cũng thành công hết trơn. Đặc biệt cái chỗ này. Và không những trong đời này và nhiều đời về sau, người này luôn luôn sanh trong nhà phú quý. Nếu mà họ biết niệm Phật hồi hướng vãng sanh á, thì phẩm vị người này chắc chắn sẽ cao. Bởi vì họ chuộc mạng chúng sanh và đem cái công đức này hồi hướng về cực lạc. Cho nên cái điều này chúng tôi cảm thụ được, thọ nhận được cái việc mà phóng sanh trong mạng mình có tài. Thì chúng tôi thường kể quý vị là lúc trước đầu tiên mà 2007 để mà lập pháp hội phóng sanh thì chỉ có 500.000 một tuần lễ thôi, không có tiền. Rồi mãi về sau 3 năm sau thì bắt đầu năm 2000 thì mỗi tháng thì được 20 triệu, là bởi vì mỗi tuần chỉ được 5 triệu thôi. Rồi bắt đầu qua năm 2010 á, từ 2007 qua khỏi 2010 thì bắt đầu là chúng tôi phóng sanh cật lực đề xướng và đi miền Tây, đi các nơi, cứ mỗi lần là 100 triệu, 100 triệu, mà chúng tôi cũng không hiểu tiền ở đâu mà có để làm được như vậy. Thì chúng tôi mới nghiệm ra rằng là mua chuộc mạng chúng sanh thì trong mạng mình có tài. Mà cuộc sống thì ai cũng cần tiền để mà sinh hoạt, đúng không? Làm ăn sinh sống tất tần tật mọi việc đều phải có đồng ngân mới sinh hoạt được. Tuy nhiên chúng ta không tìm ra được cái phương pháp để mà mình tạo lập trong mạng mình có tài. Mà cái phương pháp để tạo lập trong mạng mình có tài thì chúng tôi thấy phóng sanh là đệ nhất. Nó đặc biệt, vừa mua tất cả các loài chúng sanh đem đi thả, một con cá, con chim gì đó,
thì tức thì trong mạng mình thọ mạng kéo dài. Thọ mạng mình kéo dài mà trong mạng mình có tài nữa thì mình sử dụng để mà lợi ích chúng sanh. Và cái đặc biệt nữa là khi mình mua chúng sanh về để mà mình thả thì mình niệm Phật hoặc mình quy y hoặc mình làm lễ để hồi hướng cho nó đó, thì nó kết duyên với Tam Bảo, kết duyên với Phật Pháp, thì cái trí tuệ của mình được sáng suốt thông minh. Cuộc đời con người có ba cái điều quan trọng nhất là trí tuệ, sáng suốt, thông minh. Mà khi họ có trí tuệ, sáng suốt, thông minh thì họ làm ăn việc gì họ cũng thành tựu được hết. Mà cái trí tuệ, sáng suốt, thông minh của thế gian là họ tính toán, mà bên cạnh họ có phước báu cho nên họ thành công. Nhưng mà nói về cái việc mà để có cái trí tuệ mà đoạn trừ phiền não để liễu sanh thoát tử thì chưa chắc gì những người thế gian họ có. Bởi vì họ giàu có mà họ vẫn bị phiền não, tham sân si, trói buộc. Còn những người mà họ phóng sanh á, họ có cái trí tuệ vừa là giàu có mà vừa là cái trí tuệ này đoạn trừ được phiền não, tham sân si, liễu sanh thoát tử, thì cái trí tuệ mà phóng sanh nó đặc biệt hơn. Vậy cho nên là cái việc mà để mà phóng sanh, để chuộc mạng đó, thì đây là cái việc làm mà cho hôm nay là ngày mùng 4 Tết năm Nhâm Dần đầu năm, chúng tôi khuyến khích mọi người nên phát tâm dõng mãnh, đừng lo ngại là mình phóng sanh mình hết tiền. Không hết tiền đâu. Càng phóng sanh càng nhiều tiền. Vì sao vậy? Vì trong mạng của mình có tiền, mình mua loài chúng sanh này, mình phóng sanh thì nó sẽ nhân cấp số. Thí dụ trong mạng mình có 5 tỷ, mình phóng sanh 1 năm nó lên vài chục tỷ. Trong mạng mình có. Mà trong mạng mình có nó đặc biệt lắm. Nghĩa là mình cần cái là nó xuất hiện, nó có ngay. Còn đôi khi mình có tiền mà mình bỏ vô đất, rồi vô ngân hàng, hoặc mình bỏ vô những cái bất động sản đi, thì nó nằm im đó, nó không có lên bao nhiêu hết. Dẫu cho nó có lên được vài chục tỷ cũng không ăn thua. Vì của ngoài thân thì nó mất lúc nào không biết. Nhưng mà nếu mà tiền mà mình đổi qua cái ngân phiếu công đức mà phóng sanh á, thì cái trong mạng mình nó sẽ tăng trưởng rất là nhanh và không ai lấy được. Của cải có thể là mình bỏ nhà băng hoặc bỏ đất, hoặc giả là mình đầu tư cái gì đó thì đôi khi nó sẽ mất, mình không giữ được. Nhưng mà trong mạng mình thì không ai lấy được. Mà khi trong mạng nó vi diệu là khi mà mình bị nạn, ví dụ mình bị tai nạn mà trong mạng mình có tài, hoặc mình có tuổi thọ, hoặc mình có trí tuệ, mình có công đức á, thì nó cứu chữa ngay trong lúc đó luôn. Chứ không phải là mình bị nạn rồi mình mới lấy tiền đó mình ra mình cứu chữa. Vì vậy cho nên hôm nay mới nói đến cái việc mà phóng sanh đầu năm để giải những cái hạn đầu năm mà thường quý Phật tử hay đi đến các chùa đầu năm để cúng sao hạn đó, để giải những cái điều mà xấu ác của mình đó. Thì giờ rồi mùng 1 Tết thì chúng tôi không có thời gian để nói cái việc mà giải sao hạn. Hôm nay chúng tôi nói một chút xíu. Thì cái việc mà giải sao hạn đó, nó thì theo như bên Trung Quốc là họ đã có một cái lập trình về cái việc sao La Hầu, sao Kế Đô, rồi sao Mộc Đức, sao Thái Bạch, Thái Dương, vân vân. Lúc trước chúng tôi cũng ở với một vị thầy, thì thầy rất là giỏi về phong thủy, về sao hạn ngày giờ rất giỏi, cho nên chúng tôi cũng có học qua. Khi học qua thì trong cái lý thuyết họ lý luận rất là chặt chẽ. Họ nói là trong năm đó, mình tuổi đó, ví dụ giáng ngàn tuổi Nhâm Tý, năm nay ví dụ gặp sao La Hầu, Kế Đô gì đó là do cái sao trên trời nó chiếu vào bổn mạng của mình. Khi nó chiếu vào mà mình không có cúng thì cái nạn nặng thành nặng hơn. Còn cúng thì họ chỉ mình mấy cây đèn cầy rồi vân vân mọi thứ đó, thì dân nhà nghĩ cái đó là chỉ là cái liều thuốc an thần cho những người họ không tin nhân quả thôi. Chứ thực sự mà nói cái sao xấu là sao Thái Bạch hoặc sao La Hầu, sao Kế Đô đó, mà theo danh từ của Phật Pháp thì nó là một cái tên khác của cái nghiệp lực xấu ác, gọi là hắc nghiệp, là nghiệp đen á. Chứ còn nếu mà nói cái sao thực sự trên trời nó chiếu xuống mình gặp nạn đó thì phi nhân quả. Không có cái gì mà nghiệp nhân quả xấu ác ngoài thân tâm của mình cả. Ngay nơi thân tâm của mình tạo nghiệp xấu ác thì từ nơi thân tâm của mình phải thọ lãnh thôi. Vì vậy cho nên quý vị yên tâm, chùa Quan Thế Âm là không có cúng sao hạn bao nhiêu lâu nay, nhưng mà có cúng cầu an, cầu siêu đầu năm. Đó là cái thông lệ của các chùa. Mà đặc biệt là các vị về tụng kinh niệm Phật phóng sanh thì cái công đức này nó quá giải những cái sao hạn xấu ác. Không những là đầu năm mà suốt cả năm. Thường phóng sanh, in kinh, rồi niệm Phật, rồi tụng kinh Phổ Môn. Như vừa rồi quý vị nghe là một cái nơi đó họ bị dịch bệnh quá nặng.
cả một cái làng đã chết, thì cuối cùng ông đó ông tụng kinh Phổ Môn mà nhà ông không bị, rồi Bồ Tát Quan Âm mới xuất hiện trong giấc mộng nói rằng ông nên đem kinh Phổ Môn cho mọi người tụng, in ra nữa đi. Rồi ông in ra ông đem cho mọi người tụng thì cả làng đó không bị dịch bệnh luôn. Thì phải là cái công đức tụng kinh Phổ Môn quá giải được cái nghiệp lực cộng nghiệp sát nghiệp của chúng sanh mà do cái việc mà dịch bệnh xảy ra. Dịch bệnh xảy ra cũng là một việc xấu ác. Đó. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà trong Phật Pháp của mình đề xướng về cái chuyện đó là phóng sanh, in kinh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, đem cái công đức này nó quá giải những nghiệp lực. Hay mình còn gọi là nghe một danh từ đó là đức năng thắng số. Cái số mạng mình đến lúc đó mình gặp nạn, cái số mạng mình đến lúc đó là mình phải gặp những cái điều xấu ác, thì cái gì quá giải? Ông bà xưa mình nói rồi, đức năng thắng số. Số mạng mình đến lúc đó là gặp được việc xấu ác thì đem cái công đức để quá giải, đúng không? Chứ còn cái việc mà cúng mấy cây đèn hoặc mình cúng chút đỉnh đó thì chỉ gieo duyên với Phật Pháp rất là cạn mỏng. Còn mình phải đích thân để mình biết được cái công đức phóng sanh, tùy hỷ bỏ tiền hoặc tùy không có tiền thì mình tùy hỷ công đức mình phóng sanh, thì mình đem cái công đức này mình mới quá giải được những cái nghiệp xấu ác của mình. Thì cái việc này không phải là chúng tôi bác bỏ cái việc cúng sao hạng. Có một số các chùa cũng cúng sao hạng, đó là các thầy phương tiện để giúp cho quý Phật tử có niềm tin đến Tam Bảo thôi. Chứ không phải là chỉ cúng mấy cây đèn đó mà lại hết. Bởi vì lúc trước chúng tôi ở cái ngôi chùa đó, thầy đó cúng sao rất kỹ. Nhưng mà cuối cùng chúng tôi hỏi cái người mà bị những cái sao La Hầu Thái Bạch Kế Đô á, thì trong cái năm mà mình cúng rồi mà trong năm đó có gặp những điều bất trắc không? Họ kêu có chứ. Kêu như vậy là cúng có phải là không tốt không? Cũng tốt, mà tốt trong một cái giới hạn nào đó thôi. Thì mình hiểu ra được cái nhân quả như vậy thì mình yên tâm mình sống. Có nhiều người cái tâm họ bất an, họ nghe họ La Hầu một cái là họ chớ giới. Nam La Hầu, nữ Kế Đô, phải không? La Hầu tháng Giêng tháng 7 gặp những cái tai biến, gặp những cái chuyện rắc rối, đúng không? Họ không có pháp an tâm, họ hốt hoảng liền. Họ nghe mấy thầy, một số mấy thầy thì chúng tôi cũng không dám nói tên, mà một số các nơi họ lại kêu cúng Tam Sơn, rồi cúng gì ốc, rồi cúng gì tùm lum đồ mặn hết trơn. Nói cái gì họ làm cái đó, họ hốt hoảng liền. Họ sợ, họ không có ai giải thích cho họ nghe, mà họ không có cái pháp an tâm, cho nên họ nghe Kế Đô một cái là gì, họ sợ. Chúng tôi mà bị sao Kế Đô là chúng tôi nói năm đó tiền vô như nước. Bởi vì sao vậy? Mình có phát tâm, mình phóng sanh, mình làm lành thì Kế Đô tiền vẫn vô như nước. Yên tâm. Điều này chúng tôi nói chính xác là bởi vì mình có qua cái vấn đề mà để cúng sao hạn rồi. Và thấy cái đây là một cái liều thuốc chỉ an thần tạm để cho những người họ không tin nhân quả để mà họ yên thôi. Nhưng mà nó vẫn tới điều xấu ác. Nói cho họ biết rằng nếu muốn tránh Kế Đô La Hầu á thì đừng làm các việc ác đi. Tuổi nào cũng bình an. Đây là câu chân lý của Hòa Thượng Tịnh Không rồi. Siêng làm các việc lành thì năm nào cũng như ý. Rõ như vậy đó để cho mình biết được. Vì vậy cho nên thành ra cái việc phóng sanh thì nó ba cái công đức mà chúng tôi nói đó là thứ nhất là công đức vô ý thí, là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Là khi mà mình tất cả chúng sanh là chuẩn bị cắt cổ nhổ lông, nó đau đớn, nó sợ hãi, mà mình mua chuộc cái sợ hãi đó và mình thả họ ra, thả nó ra, nó được bình yên, thì cái công đức này nó phản hồi lại là công đức vô ý thí, là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Cái thứ hai đó là mình bỏ tiền ra mình mua thì mình được công đức gọi là tài thí. Trong mạng mình có tài. Cái điều này chúng tôi chiêm nghiệm từ hầu như là bắt đầu là 2007 là bắt đầu chúng tôi làm. Trước đó rồi thỉnh thoảng chúng tôi cũng thả phóng sanh nhưng mà không có nhiều, bởi vì không có tiền, lúc đó cũng nghèo. Sau đó rồi bắt đầu là chúng tôi đề xướng mạnh cái vấn đề phóng sanh. Đó là một cái công đức mà đầu năm mà chúng tôi gửi đến cho toàn thể quý Phật tử khắp nơi trên thế giới và quý Phật tử trong cái lễ phóng sanh hôm nay đang hiện diện ở tại đây. Và cái công đức thứ hai để nó quá giải đó là công đức in kinh, in tượng Phật. 10 công đức phóng sanh, 10 công đức in kinh tượng Phật, rất thù thắng. Hai cái công đức này mà hình thành được sự nghiệp tu hành của chúng tôi. Pháp thí thắng mọi thí, vừa là đề xướng in kinh mà vừa là khuyến khích cho họ để mà họ tu nữa đó. Cho nên thành ra là hai cái công đức này là suốt cuộc đời chúng tôi không bỏ. Đề xướng mạnh. May hôm nay là được cái chỗ để mà thả tại chùa Linh Quang nữa, là chúng tôi là thường xuyên để đi. Và cái công đức kế tiếp đó nữa là một cái công đức nuôi các cụ già. Hôm nay có các cụ ở đây. Khi mà mình nuôi cha mẹ mình được sống lâu, 100 tuổi ha, thì cái thọ mạng của mình liền kéo dài được.
mình nuôi các cụ già không phải là cha mẹ của mình đầy đủ ăn uống sinh hoạt bệnh tật nhà ở thuốc men tất tần tật thì đây là một cái loại phước báu kéo dài thọ mạng vì nuôi các cụ thay vì các cụ phiền não ở với con cái bực bội tức tối đúng không? Rồi vì cái buồn phiền đó mà họ chết sớm bây giờ mình đem đến một cái nơi đó mình an dưỡng các cụ thì đây loại là phước đức bậc trung bởi vì mình nuôi họ suốt cuộc đời. Còn cái phước đức bậc hạ đó là mình đem mình cho họ trong cái lúc ủy lạo gặp những cái lúc mà hạn hán hoặc lũ lụt mình giúp cho họ trong một cái nhất thời nào đó đó thì cái đây là một cái loại phước đức bậc hạ chỉ trong thời gian nhất thời thôi. Còn cái phước đức bậc trung đó là mình giúp cho cuộc đời người đó hết cả cuộc đời người đó thiếu ăn cho ăn, thiếu áo cho áo, thiếu mặc mình cho quần áo mặc, bệnh hoạn cho thuốc men và lo hết cả cuộc đời của họ luôn thì đây là một cái phước báu bậc trung. Còn phước báu bậc thượng đó là mình nói cho họ nghe pháp môn niệm Phật để họ niệm Phật, họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để họ làm Phật thì đây là một cái phước đức bậc thượng. Đây là những cái việc làm mà có các vị Bồ Tát thời xa xưa các vị lão sư có nói đến cái tích đức bằng những cái điều này. Nhiều người họ có tiền mà không biết kiểu tích đức. Họ nói là vật dưỡng nhân là tất cả súc vật chim cá rùa ba ba này là sanh ra để nuôi con người, họ không có biết. Họ không biết về cái việc mà cứu vật để sanh ra công đức. Họ có tiền mà họ hưởng phước, họ tạo nghiệp xấu ác. Họ không biết làm công đức. Mà dẫu cho họ làm đi nữa là họ không tin là có cái nhân quả phản hồi. Rồi cũng không có biết in kinh, không biết làm phước giúp người nghèo, giúp những người già, cúng dường tam bảo. Lẽ dĩ nhiên là tùy tâm mình thôi, không có chùa nào bắt buộc cả. Cho nên thành ra hôm nay đó thì chúng tôi đầu năm nói một số những cái điều này để cho quý Phật tử lãnh hội về cái việc mà phóng sanh chuột mạng. Giờ đây chúng tôi đọc một đoạn ngắn mà hồi đêm hôm qua chúng tôi coi trong văn sao Ấn Tổ, chúng tôi cảm được cái điều này. Ở trong này Ngài nói muốn trường thọ nè, muốn phú quý nè, muốn thân thể đẹp đẽ nè, muốn sống lâu nè, rồi muốn cho gia đình được sum vầy nè, rồi vợ chồng sống tề mi giai lão nè, thì từ cái việc phóng sanh này mà làm. Kinh khủng không? Giờ lắng nghe nè. Lại vì hết thảy đồng nhân trong hiện tại và vị lai đoạn trừ cái nhân của cô quả, tức là muốn đoạn trừ cái nhân mà ở một mình á. Giờ già cái là vợ chồng chia tay hoặc giả con cái nó bỏ đó, gọi là cô quả đó, muốn đoạn trừ cái nhân đó thì cũng làm cái việc phóng sanh. Muốn đoạn trừ cái nhân cô quả, cô độc, hoạn nạn, bần cùng, rồi muốn tạo cái duyên trường thọ, không bệnh, phú quý, an lạc, cha con đoàn viên, vợ chồng bách niên giai lão. Những ai tự biết thương thân và yêu thương nhân dân khắp cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, thì hãy nên kiên giết ăn chay, phóng sanh, niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, trì thần chú Đại Bi. Đó chính là diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa. Trời, lời của Tổ sư Ấn Quang thì chính xác cực kỳ. Bồ Tát Đại Thế Chí cổ Phật, Ngài là tái lai mà. Cho nên thành ra chúng tôi đọc vào trong văn sao thì rõ, rõ như ban ngày là gia đình mình bất an. Lý do gì? Trong gia đình của mình thường sát sanh. Đó là gia đình chúng tôi lúc trước. Gia đình của mình yếu thọ, tức là bệnh hoạn rồi chết chóc, thì cũng từ nơi cái chuyện sát sanh trên bếp rang chiên nấu thịt chúng sanh. Nhưng mà bản thân chúng ta không thể tin nổi, không thể hiểu nổi và không thể chấp nhận điều này. Nói rằng cả thế gian này người ta cũng ăn có sao đâu. Nhưng mà cái nghiệp xấu ác nó đang chi phối mà họ không biết thôi. Mà nhà Phật gọi đây là gọi là vô minh. Thay vì bây giờ hôm nay mình ăn nhiều, một tháng 30 ngày thì mình giảm lại còn 25 ngày đi. Mua thôi không giết ở nhà nữa, nhà quý vị bắt đầu khác liền, chánh khí nó có liền. Nhà người nào mà không sát sanh, không nấu chiên rang thịt chúng sanh thì nhà người này có chánh khí. Nhà có chánh khí tức là nhà người này bình yên, yên ả, bước vô nhà họ là biết liền. Rồi thân tâm của con người này có chánh khí. Con người có chánh khí tức là con người này thâm tâm họ an lạc, trí tuệ họ sáng suốt và không có bệnh hoạn, tai nạn không đến với họ, gọi là có chánh khí. Và trong tâm của họ có một cái khối nguyên khí thái hòa. Khối nguyên khí thái hòa là sao? Ngày nào họ cũng thấy như ngày Tết, 28 Tết cũng như mùng 1 Tết, rồi 29 Tết cũng như mùng 1 Tết, rồi 10 mùng qua khỏi Tết rồi cũng như ngày Tết. Lúc nào cũng là Tết, lúc nào trong tâm họ cũng có mùa xuân.
và không có hoàn cảnh nào có thể thay đổi cho họ làm buồn phiền được hết. Thì thâm tâm người này thanh tịnh an lạc, gọi là một khó nghiên khí thái hòa. Còn tâm mình bất an thì đến Tết mình vui, qua Tết cái mình buồn, trước Tết cái mình lo, nó làm cái hoàn cảnh nó dao động cho mình liên tục chịu không nổi. Thì tâm mình đó gọi là tâm bất an. Cái tâm người ta an định rồi, xuân đến họ cũng vui, mà xuân đi họ cũng vui. Xuân chưa đến họ cũng vui, mà xuân đi rồi họ cũng vui. Lúc nào tâm bình thường là đạo. Cái chỗ này khó vô cảnh giới này đó, khó vô cảnh giới này đó. Thường công phu niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi, có cái loại công phu này. Đặc biệt có một cái loại công phu này. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay thì thực sự đây là một cái công đức mà chúng tôi hoan hỷ vô cùng. Và cái nhân duyên đã đến do mình mơ tưởng một cái nơi để mà phóng sanh an toàn. Chứ đúng ra nếu mà mình mua mà mình thả một chỗ không an toàn để cho nó chết á, hoặc thả chỗ cái nước mà nó cạn quá, hoặc giả là người ta đang bắt mà mình thả đến, hoặc mình đặt đi nữa, thì hồi thường tình không, nó không tốt. Mua những cái con mà cho nó khỏe. Hôm bữa chúng tôi nghe ngài nói á, thứ hai tìm một cái chỗ thả cho nó an toàn. Hai cái điều kiện này nó sanh ra công đức rất thù thắng. Thì hôm nay là các thầy các chú mới có 4-5 giờ sáng là chạy đi xuống mua rồi. Rồi về lại đây chúng tôi khai thị nói trước một chút xíu để quý Phật tử hiểu được cái xử lý phóng sanh. Thêm đó nữa giờ thầy Nhuận Minh sẽ đọc văn sao của Tổ sư Ấn Quang một đoạn ngắn, rồi chúng ta sẽ làm lễ phóng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liên hữu đang hiện diện cũng như đang xem trực tiếp online trên mạng. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 2 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày mùng 4 Tết năm Nhâm Dần. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, Tổ sư Ấn Quang khai thị về nhân quả. Thế nhân gặp chút tai ương, nếu chẳng oán trời cũng sẽ trách người, tuyệt chẳng có ý tưởng trả nợ, sanh tâm sám hối tội lỗi. Phải biết rằng trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu, trồng cỏ dại chẳng thể được thóc tốt, gieo gai gốc chớ mong lúa nếp. Kẻ làm ác được phước thì phước đó là do đời trước đã vun trồng sâu dày, nếu chẳng làm ác thì phước càng thêm lớn. Ví như con em nhà giàu ăn xài phung phí, xem vàng như đất, chẳng bị đói lạnh ngay là do vàng nhiều. Nhưng nếu ngày ngày cứ như thế, dù giàu đến trăm vàng, chẳng được mấy năm cũng nhà tan người chết, mắt sạch sành xanh cả. Làm lành mắc họa là do tội nghiệp đời trước sâu nặng, nếu chẳng làm lành thì tai ương càng lớn. Ví như người phạm trọng tội chưa bị hành hình, lập được công nhỏ, do công nhỏ nên chẳng thể xá tội hoàn toàn, nhưng đã đổi nặng thành nhẹ. Nếu có thể ngày ngày lập công, do công càng nhiều, càng lớn nên tội hết, được xá miệng, lại được phong hầu, bái tướng, tước vị thế tập dài lâu cùng vận nước. Phải biết rằng điều trái nghịch xảy đến, cứ thuận theo mới gọi là lạc thiên, vui theo mệnh trời. Tu thân gieo đức mới gọi là tận tánh. Đời có kẻ ngu chẳng biết thiện ác đời trước, chỉ thấy việc tốt xấu trước mắt, thấy làm thiện mắc họa, bèn bảo thiện chẳng đáng làm, thấy làm ác được phước, bèn bảo ác chẳng đáng kiêng. Chẳng biết thiện báo, ác báo chẳng phải là chuyện một sớm một chiều, phải xảy ra dần dần. Ví như ba thước băng, nào có phải là trời lạnh một buổi đã kết thành được đâu. Trăm sông đầy ắp nước, nào có phải là trời nóng một ngày mà tan được băng đâu. Chớ nên oán trời trách người, cũng đừng do dự hối hận lui sụp. Hãy nên học theo cách tu thân của ông Du Tịnh Ý, cách lập mạng của ông Viên Liễu Phàm. Câu chuyện người chết cứu hỏa trích trong An Sĩ Toàn Thư. Chuyện này chú An Sĩ tiên sinh được nghe kể lại từ chính người trong chuyện. Vào đời Thanh ở Hàng Châu có người tên Viên Ngọ Quỳ, tên Húy là Tư. Bình sinh ưa thích làm việc bố thí. Gặp khi có loạn Tam Phiên, vùng Triết Giang rất nhiều phụ nữ bị bắt giam giữ. Viên
Viên Ngộ Quỳ từng dốc hết tiền bạc để chuộc nhiều người ra. Ông cũng thường cho khắc in và lưu truyền những bài thuốc hay để trị bệnh, cùng với những câu cách ngôn nói về nhân quả để khuyên người đời bỏ ác làm lành. Vào niên hiệu Khang Hy năm thứ năm 1666, có người hầu gái của Viên Ngộ Quỳ lo việc pha trà chứa than trong một cái thùng gỗ. Có cục than chưa tắt hẳn, lửa lan dần ra cả thùng. Thùng lại đặt bên một giường gỗ trên gác cao, rất ít người lui tới chỗ ấy. Viên Ngộ Quỳ tuy có người con gái đang bị bệnh nằm trong phòng, chỉ cách đó một bức tường, nhưng không hề hay biết. Khi ấy, người con gái này bỗng nhiên nhìn thấy một bà cụ đã chết hiện ra ngay giữa ban ngày, dùng móng tay khều vào mặt cô. Cô gái kinh sợ quá, kêu thét vang trời. Nhờ đó người trong nhà mới vội vã kéo nhau chạy lên, thì nhìn thấy cái thùng gỗ đã cháy thành tro, giường gỗ bên cạnh đã cháy hết một nửa, thế lửa đang bốc lên ngày càng lan rộng ra. Mọi người phải cùng nhau tận lực mới kịp thời dập tắt được ngọn lửa. Cụ bà đã chết hiện hình hôm ấy. Vốn trước đây khi tìm đến nhà Viên Ngộ Quỳ thì đã 60 tuổi. Viên Ngộ Quỳ thấy bà không con cái nên dùng lời an ủi cho trú ngụ trong nhà mình. Cụ bà ở lại được mấy năm thì người chồng của bà cũng tìm đến. Viên Ngộ Quỳ cũng thu nhận cho ở trong nhà nuôi dưỡng. Hai vợ chồng này vì thế hết sức biết ơn Viên Ngộ Quỳ. Cả hai người đều sống cho đến khoảng 80 tuổi mới qua đời. Những người biết chuyện này đều cho rằng cụ bà đã hiện hình giúp họ Viên thoát nạn cháy nhà, đó là để báo đáp ân đức của Viên Ngộ Quỳ. Lời bàn, những trường hợp này là già yếu lại thêm nghèo khó, đã thương người già lại xót người nghèo, giúp cho cả hai vợ chồng người kia đều được chu cấp đầy đủ. Âm đức như thế chẳng phải là to lớn lắm sao? Số 2. Tổ sư Ấn Quang khai thị về công đức danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật đã lâu trong vô lượng kiếp trước, hiệu là Chánh Pháp Minh, an trụ trong tịch quang tịnh độ, thường hưởng pháp lạc chân thường, nhưng do bi tâm vô tận, từ thể chẳng cùng, lòng cứu khổ ân cần, niệm độ sanh tha thiết, nên lại chẳng lìa tịch quang hiện hình trong chính giới. Trong các cõi Phật nhiều như số vi trần trong mười phương, hiện khắp các sắc thân tầm thanh cứu khổ, nhưng đối với thế giới ta bà càng thương xót sâu đậm hơn. Có những kẻ nào thiện căn chưa gieo, chưa chín mùi, chưa độ thoát, liền dạy họ gieo khiến cho chín mùi, khiến cho độ thoát, nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Những thân đã hiện, những pháp Ngài đã nói, mỗi mỗi tùy thuận cơ nghi, trọn chẳng nhất định, nhưng hiện tiền được lìa mọi khổ, tương lai thường hưởng chân lạc thì đều giống hệt. Nhiều năm gần đây, thế đạo nhân tâm càng ngày càng đi xuống, giành đất tranh thành, tàn sát lẫn nhau, nhân hòa đã khốc liệt, thiên tai lại xảy đến, lũ lụt hạn hán, sâu rầy ôn dịch cùng lúc giáng xuống. Những tai họa ấy đều do những ác nghiệp của mọi người trong đời trước hoặc đời này chiêu cảm. Nhưng tâm đã tạo được nghiệp thì tâm sẽ chuyển được nghiệp. Đang trong lúc thiên tai nhân họa đồng thời xảy ra này, nếu có thể phát tâm chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thệ nguyện từ nay trở đi giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì chắc chắn sẽ được Ngài rủ lòng từ che chở, gặp giữ hóa lành, trong các hoạn nạn chẳng bị nguy hiểm. Ấy là dùng biệt nghiệp niệm thánh hiệu Bồ Tát trong hiện tại để chuyển cộng nghiệp đã tạo trong đời trước hoặc đời này, vì thế thường được tốt lành. Chư Phật Bồ Tát coi hết thảy chúng sanh trong lục đạo như con ruột, thường muốn cho họ được lìa khổ hưởng vui. Hiềm rằng chúng sanh mê muội chẳng sanh lòng tin tưởng, đến nỗi uổng phí từ tâm, chẳng thể được lợi ích. Ví như mặt trời rạng rỡ giữa trời chiếu khắp muôn phương,
Kẻ đội chậu dù có đứng ngay dưới đó cũng chẳng được chiếu, lỗi do đội chậu chứ mặt trời đâu có lỗi. Câu chuyện cảm ứng do niệm Bồ Tát Quán Âm trích trong Tăng Biên Quán Âm Linh Cảm Lục. Có một người tên là Cao Tuân ở huyện Tấn Dương, tỉnh Hà Nam. Lúc 50 tuổi thì phạm tội sát nhân nên bị bắt trói trong ngục, gông cùm xiềng xích rất nghiêm ngặt. Trong ngục có một tội nhân bị giam chung mở lời khuyên răn những tội nhân khác rằng: chúng ta nên nỗ lực cùng nhau trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì chắc chắn được thoát nạn. Trong tâm Tuân tự nghĩ mình phạm tội sát nhân quá nặng, làm sao niệm thánh hiệu Quán Âm mà khỏi được. Nhưng những người đồng ngục vẫn hết sức khuyên răn: nếu ông ngày đêm chí thành chuyên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thề từ đây bỏ giữ làm lành lại phát nguyện, nếu thoát khỏi nạn tử hình thì tôi sẽ xây phù đồ 5 tầng cúng Phật và xả thân làm tôi tớ cúng dường cho tất cả chúng sanh thì ông sẽ thoát nạn. Tuân nghe nói như vậy thì ngày cũng như đêm dụng tâm rất chí thành tha thiết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, gông cùm xiềng xích sau đó tự rớt khỏi thân. Quan giám ty thấy lạ nên hỏi Tuân duyên cớ gì lại được như vậy, thì Tuân đáp: tôi chỉ niệm thánh hiệu đại sĩ mà được như vậy. Quan giám ty liền bảo Tuân rằng: nếu quả thật Bồ Tát thương xót cứu độ ngươi thì đến ngày xử tử hình ngươi sẽ không chết, như thế mới đúng là sự linh ứng của Phật đồ. Đến ngày hành hình, khi đao phủ giơ đao chém đầu ông thì đao bỗng bị gãy đôi. Quan giám ty lúc ấy mới đem toàn bộ sự việc tâu lên triều đình. Nhà vua nghe xong thì liền hạ lệnh tha tội cho ông. Số 3, tổ sư Ấn Quang khai thị nên kiên giết phóng sanh. Chuyện phóng sanh vốn là để cảm phát cái tâm kiên giết, bảo vệ sanh mạng của đồng nhân, thực hành ý niệm bất nhẫn trắc ẩn của chính mình mà thôi. Người đời đông đúc, tâm hạnh mỗi người mỗi khác, tuy chẳng thể cảm động toàn bộ mọi người, dầu chỉ cảm động được một người thì suốt một đời kẻ ấy đã bớt giết bao nhiêu sanh mạng, huống chi chẳng phải chỉ có một người bị cảm động mà thôi. Nếu nói cá nhỏ bị cá lớn ăn, dẫu có thả trong sông to cũng khó khỏi xa lưới rập, thì kiểu suy tính này tợ hồ có lý, nhưng thật ra đã ngăn trở thiện niệm của người khác, giúp người ta tạo sát nghiệp. Kẻ ấy may mắn được làm người, bản thân có lẽ chẳng đến nỗi bị giết chóc, nên mới nêu ra lý lẽ vô lý đó để tỏ ra mình có trí, hòng khuất phục kẻ phóng sanh. Nếu kẻ ấy là cá và là các sanh mạng lúc sắp bị giết, chắc chắn sẽ chẳng chịu khởi lên thứ ý tưởng ấy, chỉ mong có người cứu mạng cho mình, chẳng hề có ý tưởng dù có được loài khác cứu, vẫn sợ sau này lại bị loài vật khác ăn thịt hay bị người khác bắt được, chỉ nguyện cam tâm bị giết để sau này khỏi gặp tai ương nữa. Nếu trong lúc ấy mà khởi lên được ý niệm ấy thì vẫn chưa đủ để tranh cãi, huống chi muôn vàng phần là trong lúc ấy chẳng thể nào khởi lên được ý niệm ấy. Trong lúc không bị dính dáng đau đớn lại thốt ra lời ấy ngăn trở thiện niệm của người ta, dấy động cơ duyên giết chóc của người ta. Nếu kẻ ấy trong đời sau chẳng tự thọ lấy quả báo ấy, thì mặt trời mặt trăng sẽ từ phương Tây xoay sang phương Đông, trời đất sẽ đổi ngôi vậy, hả nên thốt lời sằng bậy ư? Quân tử tu đức, chẳng vì điều thiện nhỏ mà không làm, chẳng vì điều ác nhỏ mà làm. Những kẻ cứ mong muôn điều chẳng sai sót một điều nào rồi mới chịu thực hành phóng sanh, sẽ làm cho người trong cả cõi đời dẫu sống hết tuổi thọ đều chẳng thực hiện chuyện kiên giết phóng sanh. Trong tương lai ắt họ sẽ lâm vào cảnh muôn người không một ai có thể cứu cho mình khỏi chết được. Buồn thay, đau đớn thay. Câu chuyện giết hại quá nhiều biến thành lợn trích trong An Sĩ Toàn Thư. Trong khoảng niên hiệu Chánh Đức Triều Minh, có một người đã đỗ cử nhân, gia đình hết sức giàu có, thường giết hại vật mạng, mỗi lần đãi khách giết đến 3-4 con lợn. Một đêm nọ, người này mộng thấy thần Thành Hoàng hiện đến nói: nhà ngươi giết hại vật mạng không đếm xuể, rồi đây sẽ bị biến thành lợn. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, không chịu răng ngừa,
Trải qua khoảng nửa năm sau, ông ta đột ngột lăn ra chết. Sau khi đã liệm vào quan tài, bỗng nghe bên trong có tiếng động. Mọi người liền mở nắp quan ra xem, thì thấy thi hài đã biến thành lợn. Lời bàn, người đời giết hại vật mạng phần nhiều là để đãi đằng quan khách, nhưng không biết xét lại rằng những bạn bè thân mật đó, trong khi cùng ta ăn uống thì người nào cũng xưng là thân thiết, nhưng ngày sau gặp gỡ trên đường bất quá cũng chỉ chào nhau một tiếng rồi đi. Nếu gặp hoạn nạn cần người tương trợ thì trong số ấy ngàn người cũng khó tìm được một hai, trong khi đó khổ báo trong ba đường dữ do nghiệp ác giết hại thì cõi âm đã định sẵn rồi. Một khi đến trước điện Diêm Vương, liệu có thể viện dẫn bọn quan khách ra để giảm tội được chăng? Xét như việc ông cử nhân kia đại khách, ắt không khỏi luôn tự cho mình là hào hiệp phóng khoáng, nhiều tình cảm. Đến khi thi hài bị hóa thành lợn, tiếng xấu lan truyền khắp nơi, chẳng biết lúc ấy có còn gì là đắc chí. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Vừa qua thầy Minh đã soạn những lời trong văn sao và những câu chuyện trích trong An Sĩ Toàn Thư. Đây là bộ sách mà Tổ sư Ấn Quang in rất là nhiều để lưu truyền cho hậu thế. Sáng hôm nay thực sự Giác Nhàn hết sức là hoan hỷ và tùy hỷ công đức của thầy Nhuận Minh đã soạn trong văn sao và những mẫu chuyện này. Thì thưa quý vị, cái việc để mà kiên giết phóng sanh ăn chay, đây là một cái chánh hạnh lòng từ không giết để mười phương ba đời chư Phật thành Phật. Và con người mình để thành một con người thiện nhân mà không làm được cái việc kiên giết phóng sanh ăn chay thì người này không phải là thiện nhân. Mà nếu không phải là thiện nhân thì gọi là gì? Là ác nhân. Mà bây giờ người ta đang ngồi ăn thịt mình kêu người ta là ác, người ta chịu không? Không, không chịu. Không chấp nhận. Thì đây là một cái loại ngã mạn chấp nhất vô minh mà trong kinh nói rằng khó độ. Còn nếu những người mà họ ăn mặn sát sanh tạo nghiệp xấu ác, mình kêu là ác nhân, mình kêu là người ác mà họ chấp nhận để họ quay đầu, thì có người này gọi là có căn lành, có thiện căn. Họ có thể là phục thiện, quay lại điều thiện được. Cho nên muốn trở thành thiện nhân, hiền nhân, thánh nhân, Phật và Bồ Tát, thì cái việc mà kiên giết phóng sanh ăn chay cực kỳ là quan trọng, phải giữ, phải làm cho bằng được và phải khuyến khích mọi người làm. Đây là một loại công đức mà rất nhiều người họ không có thể tin được điều này. May thay sao hôm nay quý Phật tử kính tin được Tam Bảo và tin được công đức phóng sanh ăn chay, ngồi đây để nghe chúng tôi nói và những người đang xem trực tiếp chúng tôi nói, trăm ngàn ức kiếp quý vị đã có duyên lành với Phật Pháp, quý vị mới tin. Một số quý thầy quý sư cô vẫn bác mà, vẫn bác cái việc phóng sanh, đem cái tiền phóng sanh 50 triệu trên 50 triệu này giúp đỡ người nghèo đi. Có những người nói trong văn sao Ấn Tọ nói đúng, người nghèo cũng nên giúp chứ không phải không giúp. Nhưng mà chưa đến cái lúc mà nguy biến cùng cực, chúng sanh với con người này đều có Phật tánh giống nhau, mà bây giờ nó chuẩn bị chết thì mình nên cứu cái chúng sanh chuẩn bị chết. Còn người nghèo chưa đến nỗi chết thì từ từ mình cũng giúp họ, chứ không phải là không giúp. Người phóng sanh không phải không làm thiện. Mà một số các thầy kêu ông thầy Giác Nhàn cũng làm tào lao, tiền bạc cả 100 triệu ông bỏ ra ông phóng sanh, sao mà không có cứ giúp những người nghèo đi làm từ thiện không tốt hơn? Không, súc vật làm gì bằng súc sanh. Nhưng mà Ấn Tổ nói nè, súc sanh đó cũng có Phật tánh giống như con người đó, chuẩn bị nó chết mình nên cứu nó trước đi, rồi người nghèo chưa đến nổi thì mình giúp họ sau. Cái việc gì cần mình nên làm trước đó. Thấy cái bậc cái trí tuệ Ấn Tổ ngài trả lời cho mình nghe không? Cái này cái đặc biệt, đôi cái phàm phu mình đôi khi mình nói theo cái quan điểm của mình. Vì vậy cho nên hiện tại dịch bệnh nó vẫn còn đang coi như là bùng phát và hăm dọa con người mình, nó đe dọa tánh mạng con người mình. Mà chúng tôi tin chắc lời trong văn sao nói là nếu người ăn chay thì lúc mà dịch bệnh lưu hành thì người này không bị nhiễm phải và ít bị nhiễm phải, mà dẫu bị nhiễm phải thì nó cũng qua liền. Hôm qua chúng tôi gặp với cô Nga, cô ở ngoài Nam Định, của chúng tôi đọc pháp danh là Liên Tịnh, giờ cũng đang ngồi phóng sanh trực tiếp đây đó. Người ở làm việc cho cổ bị nhiễm dương tính, vô nhà cổ cũng nhiễm, mà cổ nhiễm chỉ có 3 ngày sau là trở thành âm tính liền. Mới hôm qua, chiều hôm qua chúng cổ gọi cho chúng tôi. Và cổ thì lúc trước 108 biến đại bi, hôm nay còn lại 50 hoặc là 75. Và niệm Phật niệm Quan Âm, sáng tụng Phổ Môn, chiều tụng Di Đà, không bỏ.
Nói chung là pháp hội mình tu cái gì cổ tu như thế đó. Thì cũng có nhiễm, nhưng mà nhiễm phải là hết liền. Cô nói chỉ có 3 ngày đi xét nghiệm lại là âm tính, mà không ho, không sốt, không gì hết. Mà khi nhiễm là dương tính, 3 ngày sau trở về âm tính liền. Vì sao vậy? Vì cái công đức phóng sanh ăn chay, cô này có ăn chay trường. Mà thường cô nghe phóng sanh rồi cô rất là thích. Cô phóng sanh, cô ăn chay, cô niệm Phật, niệm Quan Âm. Thì làm sao mà dịch bệnh đến với họ được? Điều này chúng tôi tin chắc. Một số người họ không tin điều này đâu. Dĩ nhiên vaccine vẫn là hay, nhưng mà vaccine vô con người mình một thời gian nó cũng hết hiệu lực, chứ đâu phải là nó có như vậy hoài đâu. Nhưng mà nếu mà phóng sanh mình tụng kinh, mình niệm Phật, còn tụng kinh, còn niệm Phật, còn coi như là phóng sanh, thì cái vaccine công đức này thì nó ở trong người chúng ta hoài hoài, khỏi phải chích. Công nhận không? Cái điều này chúng tôi tin, thực sự chúng tôi tin. Mới hôm qua có gọi điện, cô kêu thưa sư phụ là con bị nhiễm dương tính COVID-19, coi như là người ở, người ta đi ra bên ngoài, người ta lây vô nhiễm cho con đi kiểm tra là dương tính, mà 3 ngày sau là biến mất, không ho, không sốt, không gì hết cả. Hay dương tính nhưng mà nó sống chung sống hòa bình với dịch bệnh đúng không? Nhờ công đức che chở, tất cả cuộc sống mình từ làm ăn giàu có, thọ mạng mình sống được đến ngày hôm nay, rồi gia đình sum họp đều do công đức hết, mà công đức phóng sanh là thù thắng nhất. Công đức in kinh là thù sáng nhất. Đó, cái câu chuyện của ông Viên Trung Quỳ đó, ông nuôi chỉ có 2 người thôi, 2 vợ chồng nghèo khổ đến, mà cuối cùng nhà cháy lại người đó chết rồi mà vẫn giúp cho ông được. Quý vị thấy không? Quý vị nghe rõ câu chuyện thì mình vừa đọc, sáng hôm nay chúng tôi nghe thì mình đọc, chúng tôi tâm đắc câu chuyện này. Quý vị, bản thân chúng tôi cũng thích nuôi mấy những người già. Nói như vậy để quý vị mới khởi lòng tin lên tùy hỷ công đức, và có được điều kiện cơm ăn áo mặc thì mình chia cơm sẻ áo với những người già, người khổ. Khi mình gặp nạn giống như ông này, nhà chuẩn bị cháy, thì có người đó người ta giúp cho mình. Đó là nói giúp người thôi nha. Còn mình giúp cho họ niệm Phật rồi thì Phật che chở cho mình còn thù thắng hơn nữa. Cái pháp môn liễu sanh thoát tử nó còn đặc biệt hơn nữa. Đó. Cho nên thành ra sáng hôm nay thì chúng tôi không có thời gian nói nhiều. Giờ đây chúng tôi xin cùng toàn thể quý chư tăng, quý Phật tử chúng ta làm lễ phóng sanh A Di Đà Phật. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, trì kiến hương, quang minh, văn đài, biển pháp giới, cúng dường, thập phương, tam bảo tiền, nam mô hương, cúng dường Bồ Tát, nam mô hương, cúng dường Bồ Tát, nam mô hương, cúng dường Bồ Tát, ma ha tát. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày mùng 4 tháng Giêng âm lịch năm Nhâm Dần. Tại pháp hội Viện Chiên Tu Chi Nhánh Chùa Quang Thế Âm, quý Phật tử hôm nay phát Bồ Đề Tâm, bỏ tịnh tài ra mua tất cả chúng sanh, đem về phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất, châu báu, ngọc ngà. Và tất cả chúng sanh hôm nay về đây để quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng, được nghe câu vãng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, và được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí tuệ, sáng suốt, thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn mày bị cắt cổ nhỏ lông, chuyên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi lên ra. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe, sống lâu, ít bệnh hoạn. Đó là những công đức trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh là do nhiều đời quý vị đã tạo nhiều nghiệp xấu ác, nhất là nghiệp si mê, không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà. Vì vậy cho nên quý vị phải mang thân loài súc sanh. Trong kinh Phạm Võng dạy rằng người chết làm chim, chim chết làm người, người chết làm cá, cá chết làm người, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. Biết đâu nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã là làm người, nhưng tạo nhiều nghiệp xấu ác, sát sanh tạo nhiều nghiệp bất thiện. Cho nên về giờ đây quý vị phải mang thân súc sanh, sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về đây để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lòng cá chậu. Giờ đây quý vị giữ tâm mình cho thanh tịnh, phát Bồ Đề Tâm, quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng, niệm vãng đức hồng danh Nam Mô Di Đà Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Ma Ha Tát. Dương Tri Tịnh Thị Biến Sai Tâm Thiên Tánh Không Bất Đức Lợi Nhân Thiên Pháp Giới Quảng Tăng Duyên Diệt Tội Tiêu Khiên Hỏa Diệm Hóa Hồng Liên. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Ma Ha Tát. Phù Tử Tỷ Giả Bác Công Đức Thị Tại Tiên Dân Tiên Thể Chúng Sanh Nghiệp Cấu Trần Biến Nhập Tỳ Lô Hoa Tạng Giới Ca Trung Vô Sứ Bất Siêu Luân Thị Bất Thảy Thị Diệu Cực Pháp Thân Trần Bất Nhiễm Trần Phản Tác Tự Kỷ Quyên Trừ Nội Ngoại Đảng Địch Đàn Tràng Sái Khô Mộc Nhi Tác Dương Xuân Khiết Ê Ban Nhi Thành Tịnh Độ.
sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thanh phàm ô uyển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên có ế thọ nguyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tình độ đà la ni. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Ăn chay và phóng sanh là đức lành sanh ra chư Phật Bồ Tát. Ai ơi hãy tập phóng sanh và ăn chay. Cả loài vật quý nhất là sinh mạng, muốn sống còn và sợ chết thương thân, cũng biết đói nóng lạnh buồn vui khác, bình đẳng muôn loài với Phật tánh tự tâm, ăn chay để gieo lòng từ bi thương Phật, tập phóng sanh để tha mang muôn loài, ăn chay để được sống lâu khỏe mạnh, hết tâm sân hận độc ác trên đời, dứt đạo binh phóng sanh nhiều tha mang, tàn sát thiên tai tai nạn thảm họa chiến tranh, do không phá hại nên cháu con đông vui vẻ, nối dõi không ngừng và hương thánh đời đời, ăn chay sẽ được toại nguyện và thuận lợi, sống không gieo đau khổ hại cho ai, thân thể nhẹ nhàng với tâm hồn thanh tịnh, thuận với ánh Phật hợp với lòng từ bi. Cả loài vật quý nhất là sinh mạng, muốn sống còn và sợ chết thương thân, cũng biết đói nóng lạnh buồn vui khác, bình đẳng muôn loài với Phật tánh tự tâm, ăn chay để gieo lòng từ bi thương Phật, tập phóng sanh để tha mang muôn loài, ăn chay để được sống lâu khỏe mạnh, hết tâm sân hận độc ác trên đời, dứt đạo binh phóng sanh nhiều tha mang, tàn sát thiên tai tai nạn thảm họa chiến tranh, do không phá hại nên cháu con đông vui vẻ, nối dõi không ngừng và hướng thánh đời đời, ăn chay sẽ được toại nguyện và thuận lợi, sống không gieo đau khổ hại cho ai, thân thể nhẹ nhàng với tâm hồn thanh tịnh, thuận với ánh Phật hợp với lòng từ bi. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 74 74 74 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh,
hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792-344-948, 0904-775-948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561-000-747474, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 11-11-747474, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500-1769-0393, Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng, Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561-370-747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.